Chào bạn, như bạn đã biết, Lâu 2 chuyên phân phối bên Giga nhập khẩu. Ngoài ra Lâu 2 còn rất nhiều bên có giá rất rẻ. Hôm nay mình sẽ challenge cho các bạn hay là review cho các bạn về những cái mã bên giá rẻ của Giga, của Lâu 2. Ví dụ như đây các bạn đang nhìn thấy một cái mã bên đó là Tàu Tàu Make in China. Cái bên này thì siêu rẻ, các bạn có thể mua về để các bạn test hay là các bạn nghiên cứu sửa chữa, và giá chỉ là 100.000 đến 150.000. Chạy bình thường và không có IC các lan. Hay đây là một cái main aerox cũng có giá là 150.000 và không có IC các lan. Mọi chức năng khác ok, các bạn có thể về, mua về các bạn nghiên cứu cho quá trình sửa chữa. Không thì cấm IC các lan vào và chạy là ok. Đây có các bạn có một cái main aerox còn chạy ok tất cả. Giá của nó là 200.000, chạy ok tất nhưng main không có chặn, nhớ cho mình, nhưng main không có chặn. Ok. Chuyển quá. Lâu quá, rồi. Ở đây chúng ta sẽ có một vài cái main Giga H61 DL2B3. Main này tất cả mình đã test mọi chức năng là ok. Và giá đó là 300.000 và mình bảo hành cho các bạn 15 ngày. Tiếc là main này không có chặn. Đây cũng là H61 DR2B3, giá là 300.000, bảo hành 15 ngày. Kèm theo chúng ta có một em Asus, đó là P8H81MXR2, mọi chức năng ok, giá là 300.000, giá là 250.000 đi, bảo hành 15 ngày, mọi chức năng ok, không chặn. Và đây là một em chân dài miên man, nó là Giga H61S3, chạy Vega rời, mình bán với giá đó là 300.000, bảo hành cho các bạn 15 ngày. Mọi chức năng test ok. Ngoài ra Lô 2 trong cái quá trình nhập thì một số lượng main trước khi bán Lô 2 test thì vẫn có một số main bị lỗi, nhưng nó có một số lỗi nhỏ, ví dụ như sau là không nhận một hoặc hai cổng PS2, không nhận IC cạc sao, hay là bị lỗi một khe RAM. Thì tất cả những main này đều là mới đẹp long lanh, các bạn hoàn toàn có thể đóng để bán mới được và đều có chặn. Tất cả main này Lô 2 bán ra với cái giá đó là 300.000, bảo hành 15 ngày. Các bạn nhìn main rất sáng bóng đẹp, nó cùng với lô hàng mà Lô 2 nhập hàng nghìn chiếc để bán, nhưng nó bị một lỗi nhỏ, vì vậy chúng tôi không đề xuất bằng cái giá đó là 400-500.000 ra ngoài thị trường, mà chúng tôi phải bán với cái giá rẻ đi rất nhiều. Đây cũng vậy, ở đây đã ghi rõ đó là một khe RAM của bạn không chạy, vì vậy các bạn hoàn toàn có thể súp một khe lên trạng thái là 4 và 8GB các bạn chạy bình thường. Khe kia chẳng liên quan gì cả, vẫn cứ ok, vẫn cứ mượt mà, vẫn cứ GAV chạy tít tít tít, không bị giật, không bị lắc. Ngoài ra trên Lô 2 còn rất nhiều bên mới, nguyên gọi như là mới đi, nguyên đai nguyên kiện và các bạn có thể đóng mới được. Ở đây là Giga G31S2C, giá của nó là 450.000 và bảo hành 1 tháng. Còn giá 1 tuần thì các bạn sẽ trừ đi 50.000 cho mình. Ở đây là Giga G41S2, giá là 550.000, bảo hành 1 tháng, 1 tuần các bạn trừ đi 50.000 cho mình. Đây là bên đẹp, đầy đủ chặn và chưa sửa chữa hoặc là sửa nhỏ, ví dụ như vứt cổng com ở bên này. Đây là Giga H61DS2, có thể bản 1.1, 2.2 và giá của chúng ta là 450.000, bảo hành 1 tháng và 400.000 bảo hành 1 tuần. Các bạn hoàn toàn có thể đóng mới được ở bên này, đóng và bán mới luôn, hộp thì các bạn nhiều rồi. Và một mã bên nữa đó là H81 của Lô 2, thì bên này còn số lượng không nhiều, vì vậy là mình chỉ bán lẻ là chính. Các bạn cần bất kể nguyên ba gì và linh kiện máy tính, vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại đó là 0906010103. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn thành công.